Xác minh ô tô limousine không nhường đường cho xe cấp cứu trên vành đai 3. Chiều 6 tháng 5, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đội đang xác minh thông tin ô tô limousine không nhường đường cho xe cấp cứu tại đường vành đai 3 trên cao. Theo hình ảnh trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, thời điểm hơn 18 giờ ngày 2 tháng 5, tại đường vành đai 3 trên cao, xe cấp cứu di chuyển trong làn đường khẩn cấp liên tục xin nhường đường, nhưng ô tô limousine đang chạy phía trước không nhường đường, mặc dù phía bên trái đường khá thoáng. Cả quãng đường xe limousine không nhường đường cho xe cấp cứu kéo dài hơn 1 km, xe này thậm chí còn bật đèn xi nhan để chiếm làn đường khẩn cấp không cho ô tô cứu thương vượt lên. Đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm việc với tài xế xe limousine. Nếu có căn cứ xác định vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt với hai lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp. Với hai lỗi trên, nếu vi phạm, tài xế xe khách sẽ bị xử phạt 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng, vì đại diện đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết thêm.